Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, Đảng bộ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thực hiện mô hình đảng với nhân dân, qua đó nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, cụ thể hóa các nghị quyết của đảng từ Trung ương đến địa phương. Đều đặn vào thứ Năm hàng tuần, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các bộ phận liên quan của phường Khuê Trung xuống khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi với cán bộ và nhân dân để nắm bắt tình hình, tiếp thu, xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Vai trò của đảng bộ phường Khuê Trung này là rất là gần dân, rất sát dân, rất sâu sát. Mỗi khi mà triển khai một nghị quyết gì đó là luôn luôn xuống cùng với chi bộ địa phương để bám sát nhân dân thử làm điều đó có xác thực hay không, và những mô hình, những cái nghị quyết của đảng bộ phường đưa ra thì nhân dân chi bộ chúng tôi khu phố này rất chấp hành đồng tình và làm những cái mô hình mới được coi như nhân dân và cả khu phố và tin tưởng là vào sự lãnh đạo của đảng. Thiết thực nhất là những khu phố được đẹp đẽ lên, sạch sẽ lên, khu phố được an ninh đảm bảo, nhân dân là đời sống có sự đoàn kết thống nhất. Thông qua mô hình đảng với nhân dân, công tác tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân ngày càng sát thực hơn, nhân dân tham gia tích cực hơn vào các phong trào tại địa phương. Đồng thời, qua đó nắm tình hình tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong lúc gặp gỡ, ý kiến nào giải đáp được thì trả lời, giải quyết tại chỗ. Những ý kiến nào chưa trả lời được thì ghi nhận, tiếp thu báo cáo lên cấp trên. Các cái kiến nghị của tôi ấy, thì tôi thấy rằng phường cũng đã có chấp nhận, có tiếp thu và có triển khai. Cho nên nơi nào chuyển biến nhanh, chuyển biến tốt và đều là phải kênh cơ sở là cái nền tảng, cái hệ thống chính trị của ở dưới khu dân cư. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ phường nghiêm túc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua cái mô hình này thì giúp cho đảng bộ là rất nhiều cái nội dung trong công tác xây dựng đảng hiện nay, là giúp cho là cán bộ là gần dân hơn, nắm được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, rồi là qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân và được nhân dân rất đồng tình. Nhờ tích cực chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. Đây là tiền đề giúp đảng bộ tiếp tục khẳng định vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.